Thưa quý vị, thống kê GDP bình quân trên đầu người của Việt Nam năm 2020 đã vượt mốc 2.500 đô la Mỹ. Nghiên cứu từ các quốc gia như Thái Lan và Hàn Quốc của SSI cho thấy, đây là ngưỡng mà khi vượt qua thì ngành bất động sản sẽ bứt phá rất tốt trong khoảng thời gian từ 10 đến 15 năm tới. Ngoài ra, hạ tầng cơ sở được đẩy mạnh đầu tư đang là những yếu tố đầy hứa hẹn cho ngành bất động sản, xây dựng và cổ phiếu của các doanh nghiệp liên quan. Thị trường xây dựng Việt Nam được đánh giá hấp dẫn với giá trị khoảng 15 tỷ đô la Mỹ, nhưng tương đối phân mảnh với 16.000 doanh nghiệp. Điều này tạo cơ hội cho các doanh nghiệp cỡ vừa và lớn, nếu làm tốt sẽ có cơ hội vươn lên chiếm lĩnh thị phần, đặc biệt trong bối cảnh chính phủ đẩy mạnh đầu tư công. Việc đầu tư công sẽ cực kỳ mạnh mẽ trong ít nhất là 2-3 5 năm tới. Thì đây là một cái mảng rất là tiềm năng. Chúng tôi nhận thấy VCG là một trong những cổ phiếu mà rất hiếm hoi mà có thể tiếp cận được với các cái dự án đầu tư cơ sở hạ tầng của chính phủ. Cái profile của doanh nghiệp đủ tốt, cái khả năng, tức là cái khả năng chúng tôi họ có. Triển vọng phản ánh ngay lên thị giá nhiều cổ phiếu trong ngành như HBC, CTD và VCG Vinaconex với sức tăng 60 đến 80% trong một năm qua, đem lại lợi nhuận cho nhiều nhà đầu tư. Kỳ vọng và khả năng tăng trưởng cao, doanh nghiệp này đang tái cơ cấu, mở rộng cả mảng bất động sản. Cái định hướng kinh doanh của Vinaconex trong những giai đoạn từ năm 2021 đến 2025 thì đã được đặt ra với cái tốc độ phát triển bình quân là từ 12 đến 15% năm. Và cho đến năm 2025 thì tổng sản lượng kinh doanh của Vinaconex sẽ đạt khoảng 30.000 tỷ và lợi nhuận mang về là khoảng 2.000 tỷ một năm. Thống kê của VietinBank Security cũng là thời điểm kinh tế khó khăn, nhưng chỉ số nợ của các doanh nghiệp bất động sản trên sàn hiện đang không ở mức cao và rủi ro như bối cảnh năm 2011. Lãi suất mua nhà 9,5% một năm là điều chưa từng thấy trong 10 năm qua. Doanh nghiệp đang có sự chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng 7 năm của bất động sản rơi vào năm 2021. Trong năm 2021 ấy, thì khi mà nguồn vốn giá rẻ cộng với việc khi mà Covid được giải quyết thì chúng tôi nghĩ là tiềm năng về việc kinh doanh của các ngành bất động sản sẽ phục hồi tốt hơn trong 2020. Trong năm nay, với luật đầu tư và xây dựng sửa đổi có hiệu lực sẽ tháo nút thắt quy trình đầu tư và cấp phép xây dựng, giúp cho nguồn cung bất động sản dồi dào hơn.